Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Tiến. Tiến xin kính chúc mọi người có một ngày mới an nhiên và tốt lành. Thì cũng nhớ đăng ký kênh của mình để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo được nhanh chóng và dễ dàng nhất. Thì hôm nay Tiến sẽ quay một đoạn video để hướng dẫn mọi người phòng ngừa bệnh sọc lá bắp. Nó rất là nguy hại cho cây ngô, cây bắp của chúng ta. Như trên màn hình, đây là một cái ruộng mà không phòng ngừa bệnh sọc lá, cũng như là trồng kế bên cái ruộng mà chuẩn bị thu hoạch thì sẽ xảy ra những cái tác hại về cái sọc lá, để ảnh hưởng đến một cái vườn, một cái ruộng của chúng ta rất là lớn. Thì thông thường sau khi mà chúng ta kết thúc một vụ bắp thì chúng ta nên nhớ là xử lý đất thật là kỹ trước khi mà chúng ta trồng một cái vụ tiếp theo. Thứ hai nữa, cái thời gian trồng đối với những cái diện tích xung quanh chúng ta cũng phải cân đối cái hướng trên gió hoặc hướng xung quanh là có thu hoạch một cái ruộng nào hay không. Không chỉ cây bắp, cây ngô mà còn có những cái rau màu khác mà kế cái ruộng, mà khi mà chúng ta xuống giống mà bên kia thu hoạch đó thì nó cũng bay bệnh, bay sâu, lây sâu hay bệnh qua cái ruộng chúng ta mới xuống giống rất là nhiều, tức là trên tàn dưới mạt đó. Đó, chúng ta nên né tránh những cái điều mà chúng ta lưu ý như thế này. Đó, xuống giống là xuống giống đồng loạt với nhau, tránh các hiện tượng như thế. Thứ hai nữa là sau khi mà chúng ta vệ sinh đồng ruộng, chúng ta vệ sinh thật là kỹ, chúng ta có thể xử lý vôi, chúng ta có thể xử lý nấm chi cô đặc ma, chúng ta có thể xử lý đồng nano, có rất là nhiều cái phương pháp để xử lý trước khi mà chúng ta xuống giống một cái vụ mới hoặc là vụ tiếp theo. Thứ ba là chúng ta có thể luân phiên các loại cây trồng với nhau. Đó là vụ 1 chúng ta trồng cây bắp, cây ngô. Vụ thứ 2 chúng ta có thể tiếp tục trồng cây bắp, cây ngô. Nhưng mà qua cái vụ thứ 3, nếu mà chúng ta có thể trồng cái cây khác thì chúng ta nên thay thế luân phiên với cây trồng khác. Ví dụ đậu nành rau, ớt hoặc là các loại dây bò. Đó, hoặc là chúng ta trồng lúa. Nếu mà các loại cây trồng đó chúng ta không có chuyên, chúng ta có thể tiếp tục trồng một cái vụ bắp thứ ba. Nhưng cái vụ thứ ba này là cái vụ nặng phân nhất và cũng là nó rất là dễ xảy ra các hiện tượng bệnh trên các đối tượng cây trồng trong cái vụ thứ ba này, do chúng ta trồng một loại cây trồng trên cùng một nền đất và các cái vụ liên tiếp với nhau thì nó rất là dễ phát sinh cái mầm bệnh cũng như là các cái hiện tượng là nặng phân. Đó, thì về hiện tượng đối tượng đó là bệnh sọc lá bắp ngô hay còn gọi là bệnh bạch tạng, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải phòng ngừa trước. Khi mà chúng ta đặt cây xuống thì cái cây trước 30 ngày bắt buộc chúng ta phải phòng ngừa bệnh này từ 3 đến 4 lần khi mà cây trước 30 ngày tuổi. Đó, thì chúng ta có thể phối trộn hạt giống chung với thuốc Gidumingon cũng được, hoặc chúng ta đợi sau khi cây trồng mọc lên được từ 5 đến 7 ngày chúng ta sẽ xử lý một cái loại thuốc đầu tiên, đó là cái Phytocide của công ty Hợp Trí, để phòng ngừa hiệu quả cái bệnh đối tượng là bệnh sọc lá, bệnh bạch tạng đối với cây ngô, cây bắp. Cứ sau 5 ngày chúng ta phun thêm một cử thứ hai để phòng ngừa bệnh, đó là cái Gidumingon hoặc là Alias. Cái cử thứ ba cũng cách sau đó 5 ngày chúng ta có thể sử dụng Insurance Santosin. Đó, thì đây là các loại thuốc chúng ta có thể sử dụng để phòng ngừa bệnh sọc lá bắp, sọc lá ngô hay còn gọi là bệnh bạch tạng đối với cái vườn bắp, vườn ngô của chúng ta trước khi mà cây được 30 ngày tuổi, thì chúng ta phải phun ngừa từ 3 đến 4 lần. Đặc biệt là trong các cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt như hiện nay, mưa buổi tối buổi chiều rất là lớn, nhưng mà quay lại sáng hôm sau, trưa hôm sau lại nắng rất là dữ. Đó, độ ẩm cao và nhiệt độ cao xảy ra cái hiện tượng đó là phát sinh mầm bệnh cũng cao luôn. Đó, nên chúng ta nên nhớ lưu ý phải phòng ngừa bệnh thật là kỹ cho vườn bắp, vườn ngô của chúng ta. Đó, đây là một cái vườn mà không phun ngừa bệnh sọc lá, cũng như là không có cách ly cái thời gian trồng đối với những cái ruộng kế bên.
đó, thì xảy ra cái hiện tượng là cái bệnh sẽ xuất hiện những cái hiện tượng là bệnh sọc lá bắp rất là nhiều trên nguyên cái vườn này, thì bị bệnh trên cỡ khoảng từ 40-50%. Đó, thì đây là những cái ruộng mà kế bên nè, là nó chuẩn bị thu hoạch, chuẩn bị thu hoạch, thì những cái tàn phấn cũng như là những cái nấm bệnh trên những cái lá, những cái bông cờ, nó sẽ bay sang tấn công những cái cây nhỏ, cây bé với sức đề kháng nó khá là yếu. Đó, thì cây nó sẽ xảy ra hiện tượng là bệnh. Đó, đây là những cái cây mà đã xuất hiện cái hiện tượng bệnh sọc lá, thì chúng ta nên nhổ đem ra phía ngoài và chúng ta đốt, chứ không được để ở trong ruộng, cũng như là chúng ta không được vứt xuống cái kênh sông. Khi mà chúng ta tưới nước đó, thì nó lên nấm bệnh dẫn lên tiếp theo. Hoặc là khi mà chúng ta để ở ruộng thì những cái nấm bệnh này nè, nó sẽ bay theo phấn, theo nước, theo gió, nó sẽ bay và lây sang các cái cây tiếp theo. Đó, thì tiến sinh cơ bản một nữa, muốn phòng ngừa hiệu quả đối với bệnh sọc lá bắp, sọc lá ngô hay còn gọi là bệnh bạch tạng, thì trước tiên là chúng ta phải vệ sinh đồng ruộng trước khi trồng thật là kỹ, bằng vôi, bằng nấm chi cô đặc ma, hoặc là chúng ta bằng sát khuẩn đồng nano, đồng xung phát. Thứ hai là chúng ta phải có thời gian cách ly đối với các ruộng kế bên lân cận khi mà chúng ta xuống giống. Tiếp theo là chúng ta cần phải xử lý ngừa thuốc đối với cây bệnh sọc lá. Đó là các loại thuốc như sau. Đó là thứ nhất là Phytoside của công ty Hợp Trí. Thứ hai là Gidumingon. Thứ ba là Alias. Thứ tư là Insuran. Tiếp theo nữa chúng ta có thể sử dụng đó là Boligam hoặc là cái Aerobat. Đó, thì chúng ta có thể sử dụng các loại thuốc này để phòng ngừa hiệu quả bệnh sọc lá bắp, lá ngô hay còn gọi là bệnh bạch tạng. Khi cây trồng trước 30 ngày, chúng ta bắt buộc phải phun từ 3-4 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày, tức là chúng ta 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày và 20 ngày để phòng ngừa hiệu quả bệnh sọc lá bắp, sọc lá ngô với các cái điều kiện gây bệnh như trên. Đó, thì kết thúc video ở đây, thì Tiến cũng xin kính chúc mọi người phòng ngừa bệnh hiệu quả, cũng như là có một cái vụ mùa trúng giá, trúng mùa, bội thu và chiến thắng. Thì cũng nhớ đăng ký kênh của Tiến để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo được nhanh chóng và dễ dàng nhất. Mọi chi tiết mọi người cứ để lại dưới bình luận, Tiến sẽ vô trả lời trực tiếp, nhanh chóng, tận tình để hướng dẫn mọi người xử lý một cách hiệu quả nhất. Một lần nữa Tiến xin trân trọng cảm ơn và kính chào.